mọi. Hey, xin chào, chào mừng đến với Viện Devils kênh dành cho cộng đồng fan MU Việt Nam đã hai tuần rồi, hai tuần rồi và chúng ta giờ đã được trở lại để làm một video match prediction Manchester United đá với Newcastle. Sau hai tuần chúng ta mới được xem MU. Chào toàn thể mọi người đã trở lại với video ngày hôm nay và trở lại với kênh đối với những ai mà đã bỏ kênh trong hai tuần vừa rồi vì không có gì xảy ra cả. Thì uh, có một số điều trước khi nhảy vào là match prediction mà tôi muốn nói đó chỉ là điều đầu tiên là anh em chỉ chất thằng Trần Chiêu đấy tại vì nó ngủ quên chỉnh Chiêu ấy thì sáng nay như mọi người biết đấy 8 giờ sáng là phải dậy ở bên anh này này đấy nhưng mà chắc là hôm qua nó ăn cả một con gà tây nên bây giờ nó đã ngủ quên và nhắn tin gọi điện mãi thì nó không nhấc máy thì đây thực sự là một sự vô trách nhiệm với cộng đồng đó anh em, anh em vào chửi đi sao bọn mình tao chửi bọn mày phải chửi đi chửi rồi nó đang nghe nó đang xem vậy và chắc chắn nó sẽ dùng cái tài khoản chỉ chiều đó nó comment vào cái vào cái video này Ok đi từng người một phải chửi Lucky em chửi chơi <laughs> Thì uh, em cũng uh, không biết là như thế nào nhưng mà Ok rồi Ai... sự là lần, nào mà có mặt <laughs> ở trên cái zoom này em thấy anh chỉ chiêu anh ấy vào muộn Đấy <laughs> ừ. em Nghĩ là anh ấy cần phải có cái uh, trách nhiệm lớn hơn à, với cộng đúng đúng đồng Phải có một cái sự kỷ luật đúng không Câu đỏ với chửi đúng chất rồi. chỉ chiều đi ta cũng vừa mới ngủ dậy thôi tại vì <laughs> đang ở... đang cách ly ở trong khách sạn nên là Ok, điều, thứ, ăn hai, ăn điều ăn thứ, Hai, điều thứ hai thì um, Cô đỏ hãy chia sẻ tình hình của mày Tại vì mọi người có thể thấy là background cầu đỏ đang khá là thay đổi Có thể là đến từ tiền Youtube <laughs> cho nên cầu đỏ đã đầu tư một căn hộ mới uh, Cầu đỏ, vậy thử uh, chia sẻ chuyện gì đang xảy ra với mày nào Không, thì, uh, thì tại vì mình cũng chia sẻ là mình không xem được, không làm một cái trận Việt Nam-Thái Lan lượt về Tại vì tại vì trận đấy là mình không ở sinh nữa tại vì mình vừa bay về Việt Nam thì đang cách ly ở trong khách sạn mày phải cách ly à, bao thì, lâu cách ly 7 ngày bảy ngày Đà Nẵng đúng không ở đang ở Đà Nẵng Đà Nẵng sau đấy bay lại ra Hà Nội à? ừ thì xuống mùng một mùng hai bay ra Hà Nội ờ, thế đêm nay à, mà có mạng cái thứ mạng chắc stable đủ đủ mạnh để xem mua thôi ừ, thì có wifi khách sạn thì xem được à, ok <laughs> ok chúc mừng không không thảm hại đến mức thế <laughs> ok vậy thì à, chúng ta vào chủ đề chính nhá là Manchester United đá với Newcastle đã hai tuần rồi và bây giờ chúng ta trở lại với một video prediction ở trên kênh dự đoán uh, formation đội hình cũng như là tỷ số chứ chắc là không có Combined 11 đâu giữa hai đội. Thì uh, tình hình uh, chấn thương, không biết là bọn mày biết gì nhiều về chấn thương không? Uh, thì uh, uh, ông Rafalnick thì đã có những cái cập nhật về mặt chấn thương trong uh, cái uh, buổi họp báo trước trận cũng diễn ra cái đây một hai ngày rồi ông cũng đã rất tự tin về cái 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 đội hình của mình khi mà ông ấy đã nói là chúng tôi đã có đủ 25 cầu thủ và uh, có lẽ là một trường hợp duy nhất không thể có mặt ở trong trận Newcastle là trường hợp của Paul Pogba còn lại thì tất cả mọi người đều đã sẵn sàng trận đấu sắp tới ừ. nice nice Pogba là bao giờ mới mới trở lại đấy Pogba lâu đấy yes, thì nó làm trò chắc chắc nó khỏi rồi nó chẳng muốn đá nó cứ... <laughs> lâu vãi chưởng rồi nghĩa là bây giờ chúng ta có gần như tất cả mọi người rồi <laughs> Đúng không? Chúng ta cả vị trí. Thì em biết nhiều về tình hình chấn thương của Newcastle. Không? Thực sự ấy, Newcastle á à, tao để tao biết mỗi một tên thôi, đó là Smit Maxim là đồng chí này là đồng chí gọi là Danger man của Newcastle. Nhưng mà còn lại thì cũng không biết rõ lắm. Thì không biết em Lucky biết nhiều về tình hình chấn thương của Newcastle. Không? Thật ra là em cũng không biết nhiều lắm về Newcastle nếu, nếu mà để mà nói về những hiểu biết của em về đội này thì uh, đây ừ. là một cái đội mà đang uh, rơi vào tình hình khủng hoảng cực kỳ nghiêm trọng và ừ. bây giờ thì họ đang xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng của ngoại Anh à, họ mới chỉ có được 10 điểm nữa và có Mười được uh, vâng, 18 bàn thắng và thua đến 41 bàn là hàng thủ tệ nhất của giải và cũng chỉ hơn Norwich City là đội đứng bét bảng Ờ, hiệu số 3 thắng bại thôi. Đây mình đọc cho Thì, mọi uh, người luôn này. Uh, hiện tại xếp thứ 20 bet bảng Norwich là 10 điểm. Newcastle xếp thứ 19 10 điểm, Burnley xếp thứ 18 11 điểm và xếp thứ 17 Watford 13 điểm. Nên cách nhau nói chung là rất, rất gần. À, cô đổ em định nói đi. Em nghĩ là em nghĩ là Newcastle đang rất là căng bởi vì ra là Burnley mới đá có 15 trận thôi ạ, à. còn Newcastle đã đá đến 18 trận rồi. Ồ, oh, nghĩa đấy, là bây giờ đúng, một cách đúng. Một điểm nhưng mà thực tế là đã đá hơn tới 3 trận. Thì quan sát là các ông chủ Ả Rập bây giờ là, các ông chủ Ả Rập bây giờ chắc chắn là đang rất lo lắng. Ừ, có nghĩa là tháng một này anh nghĩ là phải bơm rất nhiều tiền vào để cứu cho bằng được. cô đỏ mày định nói đi về có khi là các ông chủ Ả Rập của Newcastle là đang tiếc thay vì mua MU là đi mua cái đội Newcastle. Nếu mà mua MU bây giờ có phải là đẹp không? ừ, đúng rồi. Đấy. Không hiểu suy Còn nghĩ môn. kiểu gì tính toán ừ. chiến lược kiểu gì ok được rồi <laughs> vậy thì chúng ta vào dự đoán starting eleven đi à, đội hình xuất phát của Manchester United thì à, cô đỏ cho mày chọn trước <laughs> thủ môn <bốn>. môn <laughs> thì chắc chắn là đề hia rồi thì không cái này thì không phải bán rồi Mần thứ nhất là về uh... thầy lucky em ok không em hoàn toàn ok với lựa chọn này thôi okay. không có quá nhiều thứ để bàn cãi center backs này là sao đoán là Harry Maguire và Varane bọn bài nghĩ nào? Chung thì uh, Runic thì đã nói là chắc chắn là Varane và Cavani sẽ được đá trong trận này. Ừ. Nhưng mà Varane có có đá chính hay không thì cái đấy lại là một vấn đề khác. Ừ. Thì uh, nói chung là nếu như là tao thì nếu mà tao muốn cho một trung vệ mới trở lại sau chấn thương đá một ít nhất là một thời gian trong một cái trận đấu thì nên để anh ấy đá chính xong sau đấy thay ra. Còn uh, nếu mà để một hậu vệ khác đã chính xong rồi mới thay vào thì thấy nó Đó là đối với hậu vệ là cái cách dùng hậu vệ nên nó khác với dùng tiền đạo kiểu tiền đạo có thể cho vào từ dự bị nhưng mà tiền vệ à, hậu vệ thì nên để đá chính xong rồi sau ừ. đấy thay ra thì có, có thể là Maguire và Varane sẽ đá chính quen nhịp trận đấu đúng không? Lucky em thấy nào? Em cũng hoàn toàn đồng ý thôi bởi vì em khá tự tin vào thể lực của Varane vào lúc này Thật ra là cái tin mà Varane đã có thể tập luyện trở lại nó đã diễn ra từ trước thời Covid có nghĩa là Varane cũng đã Uh, hồi phục được khoảng hơn hai tuần rồi thì uh, em nghĩ là Varane hoàn toàn đủ thể lực để ra trận sắp tới. Còn ừ. uh, về Harry Maguire thì uh, nói chung là em vẫn muốn thấy sự cạnh tranh lớn hơn ở vị trí này nhưng mà có lẽ là ở trong trận đấu tiếp theo. Ừ, đúng anh nghĩ là đối với Varane ấy, khi mà đã bị chấn thương và trở lại thì nếu như mà phải chọn một trận thì chỉ có hoặc là Newcastle hoặc Norwich thôi đúng Là cái trận để mình ra xuất phát chứ nếu như mà Chelsea hay là gì đấy thì maybe là chúng ta cần phải đánh đo một chút nhưng mà nếu như mà là Newcastle thì anh nghĩ là Varane sẽ xuất phát thôi. Ok, chúng ta có Harry Maguire và Varane. Hậu vệ cánh phải, tao chọn Dalo, bỏ mày cho ai? Dalo. rồi. <laughs> <Đã> là... <laughs> <laughs> em em nghĩ là One Piece bây, là, bây, bây giờ thực sự đang được. rơi vào khu hoảng đấy Thật ra ấy, One Piece bây giờ là một cái khoảng thời gian để test cái tinh thần của cái đồng chí này. Xem có trụ được không và có chịu được sức ép của sự cạnh tranh không. Tại vì từ hồi Gunnar Social mua về ấy, là dường như là One Piece là gọi là độc quyền luôn, monopoly cả cái vị trí đấy luôn. Tại vì Yahoo là không phải là một sự lựa chọn cho oli Đấy thì tại vì trước đấy là ai nhỉ? Trước đấy là Domain à đúng không? Ai ai đã học vậy cái phải nhỉ? Mà mình cuối cùng phải mua One Piece về. Tại vì tao nhớ ấy, hậu vệ cánh phải trước đây của mình ấy, yeah. rất dở về khoảng phòng thủ Cực kỳ dở luôn và vì thế là mua mua Wan Bissaka về và tao cảm thấy rất là vui Tại vì nó thủ rất tốt Đấy thì tự dưng chắc hơn hẳn cánh bên phải Tấn công thì không có gì cả nhưng mà thủ rất chắc cánh bên phải Tao không nhớ là hậu vệ bên phải ấy chứ đấy Ashley à, Young không nhớ nữa nói chung là nói chung là đuối bên phải khá là đuối đấy thì bây giờ Wan Bissaka thì lại rơi vào cái tình cảnh là ok thủ tốt hoặc là thủ thực ra chưa không được nhất quá như trước đây nhưng mà tấn công thì lại không tốt đấy cái sợ cho Da ấy bây giờ ấy là Da đã gặp một cái đối thủ nào đấy mà là một cái challenge là một cái sự thách thức cho Da về mặt phòng thủ chưa thì hiện tại thì chưa tại vì mới có vài trận thôi một hai trận lẻ tẻ thôi đấy, thì đa lâu tại vì tao xem cái trận VRL và đa lâu thủ thực sự không tốt đấy nếu như mà gặp phải một cái đối thủ nào đấy mà nói chung là có độ lắt léo đấy thì tao hơi lo cái đấy thì phải đợi đến bao giờ mà mình đá một cái đội nào đấy mà có uh, tiền đạo cánh trái nó mạnh hơn một chút thì mới biết được đấy nhưng mà tao nghĩ là tao chọn đa lâu bọn mày chắc ok đây em cũng hoàn toàn đồng ý Thật ra là cái việc mà đã lâu đạt tỷ phong độ tốt hơn và Biscara là điều mà em thấy rồi nhưng mà cái tính ổn định và nhất quán là cái thứ mà chúng ta chưa thể khẳng định được vì như Anh Hiếu đã nói là trận Lariao hay là một số trận thì lâu thì rất là rồi nên là cái này thì đúng là cũng phải cần thời gian để chứng minh. Maximin là đá cánh nào nhỉ trái phải? đạo Maximin thật ra là đá đá được cả tiền đạo cả cánh, đá được cả tiền vệ trung tâm. Ừ, đồng chí ấy chạy nhiều lắm mà phản công thì cứ đứng cánh nào đứng rồi cứ chạy rồi rồi nói chung là hơi lo thì... đấy nếu như mà Dallo ừ. mà gặp Simeone thì thực sự hơi lo khi mà bị phản công. Bóng thì... thứ hai chỉ Adam Shari. mày cũng à? làm tại ngoại ngành, vâng. Thì hôm nọ đó? thì thống nọ thì mày cũng làm cái video mà mày bảo là nhấn mạnh về cái sự quan trọng của fullback ở trong bóng đá hiện đại ấy, tức là cái khả năng tấn công các thứ. Thì ừ. tại vì là ngay bản thân hậu vệ cánh của Liverpool Trend, cũng không phải là một người nổi tiếng về khả năng phòng ngự nhưng mà, cho nên là tất nhiên là khi mà một hậu vệ cánh tấn công giỏi thì cái việc đấy nó cũng sẽ làm giảm bớt cái áp lực phải phòng ngự tại vì tức là khi mà cái người đấy người ta có bóng người ta có thể tức là có nhiều bóng ở phần sân đối phương hơn và ừ. phối hợp được với tiền vệ cánh tiền đạo của mình thì sau đấy nó cũng hạn chế bớt những cái pha mất bóng những cái pha truyền về hơn thì thì tự cái đấy nó sẽ giảm cái áp lực phòng ngự đó chứ cũng không thể bảo là vì phòng ngự kém mà không không, nên để đá chính được thì cũng không hạt. Ho, 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 hoàn toàn hoàn toàn đồng ý hoàn toàn đồng ý tại vì Liverpool nó có một cái hệ thống rất chắc rồi và vì thế bọn nó phòng thủ là bọn nó phòng thủ ở trên hàng tiền đạo bọn nó lấy được bóng ở trên tiền đạo luôn cho nên rất ít những cái trường hợp mà bọn nó phải để cho hậu vệ của bọn nó bị one v one tại vì như Rashford one v one với TAA à, tao nghĩ là Rashford thắng thôi. khả năng cao đấy cho nên là vì vì thế thì chúng ta phải có một cái hệ thống tốt ở bên trên đã thì nó sẽ giúp cho hàng hậu vệ của mình như tao đã nói trước đây rồi nếu như mà pressing tốt nhé thì bên kia chỉ có bơm bóng lên thôi thì Harry Maguire thực ra là khá là thăng hoa thì vì chỉ có nhảy lên đánh đầu Pha bóng như thế còn nếu như bóng ở dưới đất thì lúc đấy là lúc thực sự đáng sợ um, ok rồi cái hậu vệ cánh trái đi chúng ta có Luke Shaw và Teles bọn mày cho ai tao cho Shaw thực ra là nếu mà uh, nếu mà để so với hai cái tên này thì em so ấy em đánh giá khả năng của của uh, khả năng và cái kỹ năng bộ kỹ năng của lúc so có vẻ là sẽ uh, đa dạng hơn so với là Teles một cái người mà tư duy tấn công của anh ấy hầu như là chỉ là những cái đường tạt thôi nhưng mà yeah. em nghĩ là Teles thực ra là vẫn đang dẫn đầu ở cái cuộc đua cho vị trí này và ok bây anh là cũng em em nghĩ là vì vì, vì Teles vẫn đang trình diễn nhưng mà trình diễn em thấy là cũng ổn oh, không biết nói quá tệ để mà anh ấy đánh mất vị trí vào tay Luxo ừ. à, tất nhiên thời gian sẽ trả lời cái câu hỏi này nhưng mà à, em nghĩ là sẽ nên có một sự rotation sự gọi là gì yeah, xoay tua ở cái vị trí này có thể là Teles ừ. đá trận này hoặc là sau đá sau đấy Luxo đá với trận với cả Burnley nhỉ rồi đến trận Wolf thì sẽ là lượt của Teles kiểu kiểu như vậy ừ. câu đỏ bài đấy nhá Tôi cũng đồng ý với Lucky là hiện tại cái vị trí hậu vệ trái thì uh, so với t thì tương đối là 50-50. Ừ. Nên là nếu mà chúng ta có một chuỗi trận liên tục cứ kiểu 3-4 ngày đá một trận thì khả năng cao sẽ là cứ một trận t và trận so, uh, ừ. xoay tua như thế. Đấy, tức là nó khác với cái vị trí hậu vệ phải. Hậu vệ phải thì Đao hiện tại là hơn hẳn con Misaka rồi. Còn hậu vệ trái là đang khá là uh, kiểu, cần tài, cần sức. Nên là nói chung là nó sẽ là một điều tốt để nó thúc đẩy cả hai cái hậu vệ trái đều phải cố gắng để nỗ lực thôi thì nói chung là ai ai xuất phát thì cũng được nhưng mà trận này thì tao nghĩ sẽ là lúc cho ừ, tao nghĩ là lúc cho Thật ra thì em lucky nêu lên một cái ý mà nửa đầy nửa vơi <laughs> như là em khá là lạc quan khi mà em bảo là thales thể hiện phong độ em thấy cũng khá là ổn định ok cái thứ nhưng mà anh thì nhìn cái phong độ thales anh thấy là chưa thể hiện đủ để tiếp tục đá và bây giờ là đến lúc là để thay cho một người khác uh, vào để xem là họ có thể chứng minh bản thân được không. Đấy mà tùy góc nhìn thôi, cũng chẳng có đúng hay sai ở đây. Thì uh, anh đồng ý là nếu như mà đồng chí này đá trận này thì chắc là đồng chí kia sẽ đá ở trận uh, uh, Burnley rồi tại vì cách có khoảng 3 đến 4 ngày thôi đúng không? Nên khá là gần. Uh, ok, đó là dàn hậu vệ của chúng ta. Hai CDM hoặc là defensive midfielder tùy các bạn thích gọi gì thì uh, Fred Mctominay rồi nhỉ, đúng không? <laughs> chắc thế. Chắn rồi, chắn rồi. Không bài cãi như, Nhưng hiện nhưng hiện tại thì cái lựa chọn này nó cho chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây là lựa chọn có vẻ là tốt nhất hiện tại rồi và ừ. trong 3 trận đấu đầu tiên của Ronix thì đây vẫn là cái bộ đôi hoạt động ổn ở cái vị trí này thì cho nên là chắc chắn là vẫn phải đá đâu để cho ừ. nó quen với cái hệ thống. Ok, chúng ta có Fred. Lên trên thì uh, chắc cho là Bruno Fernandes là là một trong hai tiền vệ ừ, cầu đỏ không đồng ý ok cầu đỏ mày nghĩ nào <laughs> tao thì chọn Bruno và Sancho tao biết là mày thấy là Bruno dạo này phong độ không ổn nhưng mà tao vẫn chọn Bruno <laughs> thì thì đúng là trên giấy tờ thì bao giờ Bruno vẫn là một trong cái tiền vệ tấn công tốt nhất của MU nhưng mà cái vấn đề đây là sau cái quãng nghỉ tương đối là lâu rồi phải hai tuần chưa có cái trận bóng đá nào nên là chúng ta không thể nói là dựa vào phong độ gần đây hay là những cái kết quả gần đây để đánh giá được tại vì nó cũng diễn ừ. ra khá là lâu rồi. Nên cho nên là thì nếu mà Ronick lựa chọn đội hình này thì chắc là sẽ phải dựa vào trên uh, sân tập thôi, trên những cái kết quả trên sân tập và cái thái độ thể hiện trên sân tập. Thì đấy, nói chung là đối với tao thì Bruno tao nghĩ vẫn chắc là khả năng cao vẫn sẽ là được đá chính nhưng mà tao hy vọng là nếu như mà thật sự Bruno không thể hiện tốt, đủ tốt ở trong uh, những buổi tập luyện thì có thể là một cầu thủ khác phải được cho cơ hội chứ còn nếu mà Bruno trận này vẫn đá chính mà vẫn thể hiện một cái bộ mặt bạc nhược và đá phí bóng phí cơ hội thì rất rất là khó để tiếp tục bảo vệ Bruno để bảo là lúc nào Bruno cũng cần phải được xuất phát tại vì như thế nó sẽ không công bằng với những cầu thủ khác đúng lắc em thấy nào đối với em thì em lại em lại khá tự tin vào trường hợp của Bruno bởi vì theo như em thấy thì cái vấn đề của Bruno có lẽ là vấn đề là của việc anh ta đã phải cày hải quá nhiều ở trong mùa giải trước lẫn mùa giải này đó. và có thể một chút gì đấy nữa là cái tâm lý của anh ấy thời hậu oli bởi vì em thấy là Bruno là một cầu thủ rất là yêu quý uh, huấn luyện viên này uh, khi mà uh, anh ấy luôn luôn đứng ra bảo vệ Oli luôn luôn nói rằng lỗi uh, lỗi không phải là chỉ của huấn luyện viên mà là còn một cầu thủ nữa uh, mọi người cũng phải nhớ rằng là uh, oli chính là người đã đưa Bruno đến với MU và đã khai sáng uh, Bruno và đã đưa uh, anh trở thành một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu thế giới thế nên là không Uh, xem về mức độ tình nghĩa thì rõ ràng là Bruno rất là quý Oli và rất là muốn Oli thành công cùng với MU Và đấy là lý do mà có lẽ là đã có một chút sự tâm lý của anh ấy trong những trận đấu uh, đầu tiên thời uh, hậu Oli uh, Em nghĩ là 16 ngày vừa rồi có thể sẽ là một cái sự tái tạo lại về mặt năng lượng dành cho Bruno Để cho anh có thể tìm lại được cái nhịp chơi và cái phong độ tốt nhất của mình Em cũng em lại khá tự tin trong trường hợp này Ừ. Mm, mm nửa đây nửa vời <laughs> nhưng mà về cái ý của cô đỏ ấy thì tao tao khá là đồng ý thôi <laughs> ở cái chỗ là nếu như mà trận này tiếp diễn ngay sau chuỗi trận trước ấy, thì cho là Bruno phải nghỉ đấy, phải cho Van der Beek vào hay là cái gì đấy không biết nữa đấy nhưng mà tại vì có cái hai cái tuần break này rồi như kiểu một cái phao cứu phao <laughs> cứu hộ cho Bruno nhưng bây giờ có thể là Bruno vẫn tiếp tục xuất phát đấy thì để xem như nào mà tao chọn Bruno còn bên kia là tao chọn Sancho bộ mày đấy nè Thì, chỉ chỉ tại vì cô đó tại vì những cái trận đầu tiên với Real thì thì luôn luôn là Bruno và Sancho rồi thì tại vì nếu như mà bảo là cần phải thay đổi một trong hai người thì thì rõ ràng là thấy là cần thay Bruno chứ không phải là cần thay Sancho nhưng mà nếu mà đã giả định là Bruno sẽ đá chính rồi thì chắc là Sancho cũng sẽ đá chính thôi ừ. cũng cũng tại ờ. vì <laughs> thì uh, em nghĩ là Sancho cũng đang thể hiện phong độ khá là ổn thì em cũng không nghĩ là không có lý do gì phải phải bỏ Sancho ra khỏi uh, ừ. cái đội hình xuất phát cả nhưng mà nếu mà muốn cho Van der Beek vào đá cặp cùng Bruno thì em nghĩ là nên đẩy Sancho lên trên đá cặp với Ronaldo. Ừ, OK rồi. Đấy là một sự lựa chọn đúng. Và trên thì Ronaldo và tao chọn Cavani. Cột <laughs> đỏ mày tưởng tao nói Rush <laughs> OK, Đây là cột đỏ. Mày thấy nào? tao à, thì sẽ chọn Cavani là cái tên chắc chắn. Còn cái tên còn lại thì khả năng cao thì chắc chắn vẫn là Ronaldo. Nhưng mà nếu mà không phải Ronaldo thì tao cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng mà tao chỉ muốn nhìn thấy Cavani xuất phát chính trận này. Điều gì khiến đấy cho mà mày cái... nghĩ là Ronaldo có thể không xuất phát? Thì uh... đấy, thì nói chung là cũng cũng là cũng là nhìn từ mấy cái trận đấu gần đây chẳng hạn thì rõ ràng là Rashford là cầu thủ thi đấu tệ hơn ở trên hàng tiền đạo nhưng mà bản thân Ronaldo thì cũng không phải là thi đấu quá hay trong những cái trận đấu vừa rồi tất nhiên là cũng, cũng vẫn có những cái bàn thắng nhưng mà vẫn không uh, có bàn thắng không nhỉ? But, hình như là những chưa ghi bàn đúng không? Norwich oh, ghi bàn, bàn là. Như... à? À có ghi bàn đấy nhưng mà nói chung là để tức là sau 2 tuần cho nên là rất là khó để đánh giá nhận bản thân tiền đạo nữa tại vì cái phong độ tiền đạo thì nó tức là bảo là hậu vệ hay là tiền vệ người ta đang chữa trận không tốt để lấy lại phong độ thì nó khó hơn còn tiền đạo thì thật sự là nhiều khi chỉ cần ghi một bàn thôi thì, thì Rondo cũng vừa mới ghi bàn ừ. thì uh, đấy và cũng có thể là trong hai tuần tập luyện thì quen hơn với cái lối đá pressing và uh, chạy chỗ truyền Ban bật nhỏ nên là thì chắc là Cavani và Rondo thì người ta cũng đồng ý với cái ý đấy Ducky em đây sao em đầu tiên thì em uh, em dành một sự tin tưởng tuyệt đối cho Rondo em nghĩ là cái uh em nghĩ là Rondo đang đang thực sự là đang cố gắng để có thể thích nghi với lối đá của Ralph Rangnick thực sự là vậy. Nhưng mà anh ấy đã có những chỉ số và về hành động pressing gấp đôi dưới thời của Oli. Trong trận Palace và Norwich thì mỗi trận anh ấy thực hiện 11 hành động pressing, trong khi đấy trung bình thời Oli thì chỉ là 5,5 lần mỗi trận thôi. Và anh ấy cũng có hiệu quả gấp đôi luôn, tức là tỷ lệ pressing thành công dưới thời Oli là 22% mỗi trận còn uh, tỷ lệ pressing thành công trong trận Crystal Palace là 45,5% và trận Norwich là 40% và anh ấy cũng đang thể hiện cái sự hiệu quả về việc là có thể thích nghi được với cái lối chơi của Raph chứ không phải là không và với một về khát khao như anh ấy với một ngôi sao như anh ấy em cũng nghĩ là Raph sẽ sẽ bỏ anh ấy ra khỏi đội hình uh, về trường hợp uh, vị trí còn lại thì em xin phép có một cái nhìn nó khác một chút đó, em nghĩ là Renewed sẽ đá trong trận này mm, thì, uh, vì sao đấy. Uh, đầu tiên là em không muốn như thế Rashford à, em em muốn sự muốn không phải ở đây muốn Rashford, mình. Rashford. <cười> <cười> sự là nên cần một cái sự uh, uh, đe dọa ở cái vị trí cho Rashford uh, mm. vì uh, và đều biết là Rashford um, là một con bài yêu thích của huấn luyện viên Oli và ông ấy sử dụng anh ấy không vô điều kiện rồi nên rằng uh, có vẻ là Rashford cần một sự đe dọa để anh ấy thấy rằng là uh, uh, anh có phải nỗ lực cố gắng và những mặt chính giữa trên sân cỏ có thể giúp cho anh ấy có được Vị trí đá chính chứ không phải là Một cái bằng MVE nào đó Nên rằng em nghĩ là uh, uh, Em nghĩ là Rashford sẽ không đá trận này Còn về Rinut và Cavani Thì em nghĩ là uh, em, sẽ, em sẽ dựa vào việc là Rinut là một cầu thủ trẻ và có thể cống hiến Cho tương lai Tại uh, vì Cavani là một cầu thủ mà Cũng đang có tin đồ là dục dịch sang Barcelona Vào tháng 1 này uh, Và nếu tin đồ đấy không phải thì Cavani cùng lắm cũng chỉ đóng góp cho đội đến hết năm thôi nên là em thì em sẽ chọn Greenwood ở trận này một người có đó thể đóng góp cho tương lai. Ra dạ, mọi người nghĩ nào về việc Greenwood với Cavani như kiểu Teles for sure có nghĩa là sang trận Burnley cũng sẽ thay rồi. Còn Ronaldo đã cả hai trận. Đúng thì tao nghĩ là Cavani, thì nó... Cavani thì không thể đá hai trận gần nhau như ừ. thế được đúng không? Nhưng mà cái vị trí tiền đạo thì nó khó hơn Tại vì chúng ta có vẫn còn rất nhiều cầu thủ tấn công Ừ, ừ. Nói chung là bên cạnh đấy Thì vẫn còn có những kiểu như là Marcel Lingard <laughs> Mặc dù thì Khá chắc là không đá rồi Tại vì Marshall thì đã Trực tiếp đến gặp Rondick Và bảo là tôi muốn đi rồi Nên là khả năng cao là từ giờ là Marshall sẽ không Sẽ không được ra sân nữa Thì cái đấy là khá là chắc chắn Bây giờ mà... à, cho Marshall ra sân Để dụ Newcastle mua <laughs> Ghi hat-trick Được rồi Nó đập 50 củ <laughs> Xong rồi đá ngu quá, nó không mua nữa, phải lỗ rủi ro cao, high risk high return. Cho Nên là tại vì vị trí tiền đạo nếu mà Chứ là nhưng mà cái việc mà nếu mà mặc định Ronaldo trận nào cũng đá chính thì nó cũng khá là không 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 tốt lắm, không ừ. không gọi là không heo thì cho cái đội bóng, tại vì như thế là trên hàng công chỉ có một cái vị trí thôi mà bao nhiêu ông phải đánh nhau, Rashford, Greenwood, Cavani, ừ. Martial, đấy, cho nên là đấy cho nên là cái ý mà tao ta nói là tao cũng không muốn là kể cả Ronaldo cũng không phải là mặc định được đá chính tức là những trận nào Ronaldo được đá chính là Ronaldo ừ. phải thể hiện qua cái tập luyện qua cái ý chí chiến đấu các thứ để Đúng. thể hiện là mình xứng đáng chứ không phải là vì Ronaldo Ronaldo nên là được đá chính thì cái đấy là điều tao không muốn nhìn thấy nhưng mà hiện tại thì Ronaldo chắc vẫn là một trong hai tiền đạo thể hiện tốt nhất ở MU nên là cho nên là cái việc Ronaldo cần được đá chính thì nó vẫn là hợp lý còn sự cạnh tranh thì chắc là sẽ là giữa Cavani, Greenwood và Rashford. Tao đã từng nêu một cái ý ở trong cái video trước đấy. trả những cái video nào nữa nhưng mà về cái sự <laughs> phù hợp của Marcus Rashford với cái đội hình này. Tại vì tao cảm thấy là tao không biết nữa nhưng mà mấy mấy có hai trận đúng không? nhưng chúng cũng chưa đưa ra được một cái kết luận nào đấy cụ thể cả. Nhưng mà tao hơi cảm thấy là cái lối đá của Rashford đấy nó nó là một cái thằng mà nó phải đứng sát biên nó phải đứng sát biên thì nó mới có đất để lấy đà, lấy đà nó mới lao thẳng vào một đối thủ ở đấy được. Nó không phải như là một Sancho, nó không phải như một Greenwood, nó không phải là Bernardo Silva, nó không phải như là một uh, I don't know, Phil Foden kiểu như thế. Nó là một thằng cẩn đà, một đống đà, đống đất trước mặt nó lao, nó lao phát thì thực sự là đáng sợ. Thì tao đã không hiểu là về cái cái độ hình hẹp hẹp như này này thì lúc mà Marcus Rashford nhận bóng ấy thì làm được như nào thì bây phải xem thôi thì để xem là Rao trong những cái tuần tới xử lý Rashford như nào nhưng mà bây giờ mà bảo là đang nghĩ đến cái trường hợp mà bây giờ như Rashford không phù hợp với lối đá mà phải ra đi thì thực sự nó nó khá là điên rồi đấy nhưng mà thôi cái đấy quá xa vời rồi đấy <laughs> đấy là suy nghĩ tao về Rashford ok nghĩa là chúng ta có Ronaldo và Cavani đúng không còn uh, có thể là Ronaldo và Greenwood là dựa theo tình hình của uh, nhận định của em Lucky ok vào uh, có ai biết gì nhiều với đội hình của Newcastle không? Để Lucky biết gì ờ, nhiều Đội hình Newcastle thì uh, em thấy là họ vừa chia tay huấn luyện viên Steve Brooks và uh, đưa về đấy là Eddie Howe thì trong 3-4 trận đầu tiên thì họ đá đội hình là 4-4-2 tuy nhiên thì uh, trong chuỗi hai trận gần đây là họ gặp hai đối thủ mạnh nhất giải đấy là Liverpool và Man City thì họ uh, đổi sang cho với đội hình là 4 5 với uh, có lẽ là nhiều quân số hơn ở, ở phần sân nhà để có thể phòng ngự thì uh, thì em nghĩ là họ vẫn sẽ tiếp tục với cả 4 năm một ở trong trận với cả uh, MU đó thế uh, tỷ số với Liverpool và City là bao nhiêu uh, thua Liverpool Newcastle thua Liverpool ba một và Man City 4 không và ừ. em xem highlight trận với em xem highlight trận Newcastle với Man City thì thấy là thực sự là hàng thủ của Newcastle đang rất là lỏng lẻo và không có sự liên kết và hiểu ý giữa uh, những người hậu vệ cũng như là thậm chí là cả vị trí thủ môn của họ họ đang gặp rất nhiều vấn đề có cái bàn thắng mà ghi vào Liverpool là như nào bàn Liverpool em đấy thì em không xem hết mà em chỉ nhớ là có một quả Alexander Nõn nã đại bác từ uh, khoảng 20-30 mét gì rồi, rồi. đấy quả đấy cứ rất kinh <laughs> rất đáng sợ vâng. <laughs> <laughs> ok rồi, ok. Ờ à, tại vì hồi mà đã ở đã Newcastle ở Old Trafford là trận mà Ronaldo re-debut đúng không? Cho mà ừ. U, là họ ghi bàn với một pha phản công. Nếu như tao Ủa. nhớ không nhầm. Mình thắng 4-0 hay 4-1? 1-1 à? 4-1 ạ. 4-1. Uh. Uh. ghi một bàn ờ uh, một pha phản công và tao nhớ là Sint Maximin cũng là một trong những người liên quan đến cái pha phản công đấy, hoặc là người ghi bàn hoặc là người kiến tạo chạy nhanh khủng khiếp luôn, đấy thì tao rất lo và nếu như mà mình press tốt đấy và nhả bóng và bên kia chỉ có bơm bóng lên phát bóng lên đấy, xin lỗi nói này nhưng mà hơi giống như đội tuyển Việt Nam hôm qua thì, <laughs> thì ấy, như thế thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được tại vì lúc đấy chỉ có thể đánh đầu thoải mái thôi, đấy nhưng mà nếu như mà làm như nào mà press không đủ tốt hơi lỏng một chút và bên đây có thể có những chuỗi gọi là ban truyền ngắn và sau đấy là thả được bóng cho Saint Maximin chạy một cách tự do thì lúc đấy thì rất là nguy hiểm một đối một với kiểu Teles hay một đối một với Dalo à thực sự rất đáng sợ uh, OK có ai muốn nói gì nữa không trước khi chúng ta nhảy vào dự đoán tỷ số okay, ờ, anh, em, em em muốn hỏi thì... anh hiểu là không biết là chắc là anh cũng không nghe được đâu nhưng mà theo thông, một nguồn thông tin của em thì truyền à, có phải như là truyền thông của Anh à, đưa tin về việc là À, đã có mất đoàn kết nội bộ trong đội hình của Newcastle Với việc là Sam Maximin đang rất là mất tin tưởng vào những người đồng đội của mình Và anh ấy đang rất là bối rối trước cái tình cảnh kéo le của Newcastle bây giờ à, Với việc là đang thi đấu rất là bết bát như thế này Thực ra thì đội nào cũng có một cái nhân vật mà như kiểu Mình cảm thấy là họ không thực sự belong to cái đội đấy Họ không thực sự xứng đáng ở trong Không phải xứng đáng mà đáng bị ở trong cái đội đấy tại vì cái trình độ họ dường như là nó một cái đẳng cấp nó cao hơn những người đồng đội còn lại đúng không thì anh nghĩ là nếu như mà nghe tin này hoàn toàn có thể nhảm nhí nhưng mà ấy, anh oh. cũng không trách gì sẽ maximin nếu như mà suy nghĩ thế trong đáy lòng tại vì đôi lúc mình sẽ cảm thấy là mình thực sự là xứng đáng với một đội nào đấy nó đã tốt hơn hoặc là không bị xứng đáng bị relegated là bị loại khỏi giải ngoại anh năm sau thì nếu như mà Saint Maximin thực sự nghĩ như thế thì anh cũng chả trách gì cả. Đấy, và nếu như mà thực sự, ấy, nếu như mà Newcastle bị loại khỏi giải Ngoại Anh làm sao ấy, thì anh nghĩ là chắc chắn sẽ có một đội nào đấy đấy chắc chắn. Tại vì lúc đấy sẽ gặp một uh, tình cảnh gọi là gì nhá, uh, gặp Thật ra đang định nói là khó khăn tài chính nhưng mà quên mất chủ như các <laughs> à. nhưng mà nhưng mà ví dụ như là Nathan Ake chẳng hạn City mua ngay lập tức trước khi Bon mà bị loại đấy có rất nhiều những đội mà bị loại phát đấy là họ bán cầu thủ đi đấy có thể là vì họ thiếu tiền gặp tài khó khăn tài chính hoặc là đơn giản là vì cầu thủ người ta quá giỏi và người ta không muốn thi đấu ở một cái giải như là giải Championship thôi đấy à, OK dự đoán tỷ số nha cô đỏ mày mày đi trước mày nghĩ là tỷ số sẽ bao nhiêu đá ở sân Newcastle về uh, Newcastle thì nói chung là vẫn là một trong hai đội yếu nhất giải rồi thì trận này nếu mà không thắng từng bừng nữa thì, thì khó để mà để, để khó để mà thể hiện được là chúng ta đã thật sự tiến bộ hay là có cái khởi sắc gì hay là cái kiểu new manager bao đấy thì nó, nó nó vẫn chưa thể hiện được đấy, thì trận này chắc là khả năng khả năng để thắng từng bừng nó cũng khá là cao tại vì đủ hết lực lượng và Newcastle thì cũng đang gặp khó khăn nên chắc là 4-0 thì như đây là déjà vu có nghĩa là một điều gì ấy đã lặp lại <laughs> từ một cái gì đấy đã xảy ra trước đây và tao nhớ mà... trận Norwich cả lũ cũng bốn không sáu không nhưng mà cứ trận nào cũng đoán bốn thì thế nào cũng có trận nó đúng đúng không ok bốn không ai ghi bàn không thì chắc là Ronaldo hai bàn một bàn có thể là từ Bruno một bàn có thể là hậu vệ Tôi ờ, nghĩ là có thể một pha đánh đầu của Maguire hoặc là Varane. Ok, nice. Uh, Lucky, em nghĩ nào? Ờ, em nghĩ là ở những số trước ở trong Prediction Việt thì <laughs> các anh em đều dự đoán kết quả nó rất là tưng bừng. Như là 3 0 4 0 thì, thì em nói thật là em cũng... em cũng bị trôn bởi lũ bạn em khá là nhiều nhưng mà <laughs> dự đoán như vậy kết quả nó lại nó lại rất là chật vật mà lần này thì em sẽ dự đoán nó thực tế một chút một nhận định thực tế của em. Khi mà em nghĩ là MU sẽ thắng 4-0 trận này. Đấy là nhận định thực tế. <laughs> được được Thế được. Không, không, không thực tế của em là bao nhiêu? Thực tế là. Không thực tế của em là bao nhiêu? <laughs> 2-0, 1-0 là không thực tế. Đúng rồi anh. 4-0 là nó là thực tế ấy ạ. Đúng rồi. Okay. Tế với với những gì mà có lẽ là anh em chúng ta đã phân tích từ nãy giờ và những cá sổ rõ ràng đang có những cái vấn đề rất là lớn và MU thì uh, sau 2 tuần nghỉ chúng ta tái tạo được năng lượng, chúng ta có được của người quân sinh khí mới cái, uh, Quyết tâm với quả trận đấu này Em nghĩ là 4-0 hoàn toàn là một kết quả thực tế thôi Còn moi là những cái lý do để <laughs> lạc quan Ok rồi, ai ghi bàn nào? 4-0 4-0 thì em nghĩ là Chắc là cũng khá giống anh cổ đỏ Ronaldo ghi bàn, Bruno ghi bàn uh, Có thể uh, nhận định vui Martial ghi bàn để chào hàng Newcastle đúng không ạ? Ok được rồi. đó chứ. <laughs> anh cũng mong anh cũng mong. <laughs> anh cũng mong được đấy. Anh uh, cũng mong được đấy. tao chắc là dự đoán 3-1. 3-1 chúng ta ghi 3-1 một. bàn đấy chắc là đến từ một quả phản công liên quan đến Saint Maximin. Tao tao nghĩ là thế. Tại vì tao đang hơi lo về Dalo với cả Teles nếu như mà điều này xảy ra. Nếu như mà chúng ta không để cho đối phương mà có một cái cơ hội như thế thì hoàn toàn giữ được clean sheet rồi. Đấy, nhưng mà ta nghĩ là set piece của Newcastle cũng không phải là có gì đấy mạnh đúng không? Không có gì đấy ấn tượng cả. Um, cho nên là cái cái lo nhất là cái phản công. Thằng sẽ bạn xem mình nó như kiểu Adama Traore của Wolves chạy nhanh dã man luôn mà nó rất là khéo và rất là kỹ thuật. Đấy thì uh, tao nhận định là 3-1 và Ronaldo một bàn. <laughs> tao nghĩa là Sancho một bàn. Sancho hoàn và Cavani một bàn. Đấy, chia đều ra như thế. À, 3-1 còn Cavani. <laughs> ok rồi, thôi dự định rồi. Đấy, thì 31, 40, Ok. Anh em còn gì để nói nữa không trước khi chúng ta kết thúc video? Cô đỏ có bao nhiêu ngày nữa? Quarantine. Để đến uh, mùng 1 mới hết nữa. mùng 1 tháng 1. Mùng 1. Ê mùng 1 là hình như mùng 1 à, đúng không? Hay mùng 2 31 à? này, 31, 31 31 31 ok sao Lucky em định nói gì nữa không? Ờ, uh, em nói gì nhá ờ... Uh... Ok, cứ nhớ đi đã, yeah, để anh quên nói cái rồi. này đã. Yeah, <laughs> uh, cứ, cứ, nhớ đi đã, để anh nói cái này. Ok, trước khi kết thúc video ấy, thì muốn đề cập đến hai điều thôi. Đó chính là điều đầu tiên thì tranh thủ ở đây. Chúng ta discuss luôn là tình hình top 4. Top 4 bây giờ đang rất căng. Uh, nếu như mọi người nhìn bảng ấy, thì mình đọc cho mọi người này. <laughs> Hiện tại, Manchester United xếp thứ 7, 16 trận, 27 điểm. West Ham xếp thứ 6, 18 trận, 28 điểm, trên chúng ta 2 trận nhưng mà hơn chúng ta chỉ 1 điểm thôi. Tottenham Hotspur thông qua vừa mới thắng 16 trận là bằng số trận với mình, 29 điểm, hơn chúng ta 2 điểm. Và Arsenal xếp thứ tư là nằm trong top 4 hiện tại, 19 trận là hơn chúng ta 3 trận. 35 điểm, hơn chúng ta 8 điểm. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta phải thắng hết cả 3 trận của mình để bằng số trận với Arsenal ấy thì chúng ta mới hơn Arsenal một điểm. Tình hình top 4 bây giờ đang rất rất căng. Tưởng là hồi đầu ấy, hồi đầu giải mình nghĩ là mà uh, là expectation là phải tranh đấu giải ngoại bây giờ đang chưa đến Christmas à, vừa mới qua Christmas đi thì chúng ta vẫn đang vào tình trạng là ok có vào nổi top 4 không? Thì uh, bọn mày thấy thế nào về tình hình này? Bây giờ vẫn còn tương đối là sớm để mà gọi là nhận định về khả năng vào top four tại vì đấy chỉ kiểu như arsenal thì có một chuỗi trận thi đấu không tốt xong rồi tự nhiên không thật ra thì cái trường ở arsenal thì nói nói đúng thì họ chỉ thi đấu không tốt cái trận đầu trận đầu một giải gặp Brentford thôi còn sau đấy hai trận thua tiếp theo là thua Liverpool và Man City thì cũng không đáng nói còn từ đấy đến giờ là họ thi đấu rất là ổn thì đây là cái phong độ đúng của Arsenal còn West Ham thì ta không nghĩ là một đối thủ uh, thật sự là quá phải đáng lo ngại về cái top four tại vì cái cái phong độ của West Ham nó không ổn định một chút nào và nó nó cũng là thăng hoa và nó tức là đến cái lúc mà nó 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 hơn quá cái trung bình thì nó cũng phải xuống thôi thì bây giờ là đang West Ham nó chứng minh cái điều đấy còn Tottenham thì Tottenham thì từ hồi về đã ừ, khá là ổn đấy thì thì, thì, thì đúng là Tottenham đang có cái sự tiến bộ nhất định và thì đấy thì Tottenham và Arsenal thì sẽ là những hai cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhưng mà ngoài ra thì cũng có thể tính đến Chelsea Tại vì Chelsea đang cũng khá là bếp Yeah <laughs> Thực sự dưới góc nhìn MU Mâu Biết là mình cũng tranh được giải ngoài anh rồi Thì đang chỉ mong là Chelsea thắng Thay vì, dưới góc nhìn của tao nhá Là chỉ mong Chelsea thắng thay vì City và Liverpool thôi. Nhưng mà tao biết là cổ đỏ mày muốn Chelsea thắng hơn là City thắng hơn đúng không Còn mày muốn Liverpool và Chelsea không thắng được Lucky để em thấy ai Nếu như phải, phải chọn một trong ba người đấy thắng em em ghét cả ba đội anh ạ, à. tại vì em, em phải, lên ở trong. phải có một đội ghét hơn à, đội em ghét nhất là là Man City Bởi vì em em lúc đầu xem bóng đá là vào cái thời mà uh, Sergio Aguero ghi cái bàn chỉ ba phút 20 mươi giây đúng là đúng trong đúng. kỷ niệm đầu tiên của em về bóng đá. <laughs> Liverpool thì là đối thủ truyền kiếp rồi. Còn thế ừ. hệ của em bây giờ thì em có rất nhiều bạn fan Chelsea nên là em cũng không thích Chelsea nào Thế em phải ghét hơn chứ tại vì em có nhiều bạn fan Chelsea thì nó mới ngứa chứ làm gì có thằng bạn nó fan Man <laughs> City đâu. Ôi bạn kỷ niệm đầu đời nó nó đau lắm anh. Em <laughs> vẫn ghét City hơn một chút. Thật ra anh, anh anh nói chung là anh ghét Liverpool nhất, sau đây City, sau đây Chelsea thì anh nghĩ là anh mong Chelsea được và bề ông Chelsea ông bị bị tụt hạ cảm thấy là rất khó chịu. Ok, được rồi, còn gì nữa không nào? Trước khi kết thúc video. Không còn gì hết. Thì. Tôi xin lỗi tôi nói dối, tôi chỉ muốn nói thêm một hai ý nữa rồi. Ý tiếp theo ấy, đó chính là credit video. Có nghĩa là trong thời gian vừa rồi ấy thì bọn mình rất nhận rất là nhiều tin nhắn của các bạn bảo là ôi anh ơi, anh có biết là video của anh được đăng lên TikTok này, được đăng lên TikTok kia không? Hay là được đăng lên trang này trang kia. Đấy thì lúc mà vào xem ấy thì đúng là các bạn dùng những video của bọn mình. Đấy, kể cả trên kênh cá nhân của Hiếu Zik Ray cũng như là trên kênh Việt Devils, ví dụ như là những video mà cô đỏ đi xem đóng bóng đá đội tuyển Việt Nam ở, ở Singapore thì bọn mình hoàn toàn cái này bọn mình không kiểm soát được Đấy nhưng mà bọn mình chỉ muốn mong là các bạn nếu như mà dùng content của bọn mình ấy thì các bạn hãy credit thôi, đúng không? Tại vì đây là một kênh rất là nhỏ, mỗi khoảng 5 ngàn subscribers và dần dần nó đang lớn lớn dần dần lên nhưng mà không phải là một kênh lớn, không phải là một trang lớn. Cho nên không phải là lúc nào mà ai nhìn thấy là cũng biết là đây là video của Việt Devils mà bọn mình thì bỏ rất nhiều công sức để làm những cái content này cho bọn người. Đấy thì mình chỉ mong là mọi người nếu như mà sử dụng content ấy thì các bạn hoàn toàn ok sử dụng thoải mái, đang về sử dụng thoải mái nhưng mà các bạn hãy coi trọng công sức mà bọn mình đã bỏ ra đúng không đấy ví dụ 8 giờ sáng thì không phải ai cũng dậy được ví dụ như cái thằng triển chiêu kia đấy thì những cái người mà đã dậy được như thế này này đấy thì mọi người uh, mong là mọi người ủng hộ bằng cách là chỉ uh, ghi credit thôi là Việt thì ít nhất là người ta có biết đến cái thương hiệu này biết đến cái sân chơi này để nếu như mà người ta muốn theo dõi thêm thì người ta có thể nhảy vào ủng hộ kênh đấy và điều cuối cùng mình muốn nói đó chính là triển triều <laughs> đấy thì mọi người nên nhớ là bây giờ nếu như mà triển chiều mà còn muộn và không tham gia đến cái chương trình như này nữa ấy, thì uh, mọi người bây giờ đổi hết tên này tại vì mình biết là cái tên triển chiêu là cái tên mà cộng đồng đặt cho để đổi nó là chưa bắt giới, ok nếu nhiều mà... hình phạt nào đấy anh ạ, Có đấy thế chưa bắt, bắt giới, giới nói chuyện chiêu cứ bảo à, là đấy, bao giờ nó nhận là chưa bắt giới thì mình nghe ý kiến của nó xem là gì, ừ. ok rồi, nó, nó vẫn chưa dậy sao, vẫn chưa dậy, vậy <laughs> 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 ok đúng rồi cảm ơn anh chị em rất nhiều nếu mọi người vẫn tiếp tục muốn xem những cái content kiểu như này và theo dõi những cái Status của mình ở trong trận đấu chẳng hạn thì hãy follow page Viet Devil trên Facebook Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Mãi chạy. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.